Dân tộc Lô Lô cư trú chủ yếu ở các tỉnh vùng cao như Hà Giang, Cao Bằng và Lào Cai. Ở Hà Giang, dân tộc Lô Lô chia thành hai nhóm chính. Người Lô Lô Chải sống ở Đồng Văn, thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là nơi sinh sống tập trung của nhóm dân tộc Lô Lô Hoa. Là một trong sáu dân tộc ít người nhất Việt Nam, nhưng cộng đồng dân tộc Lô Lô Hoa nơi này luôn ý thức về việc bảo tồn bản sắc văn hóa. Điều đó được thể hiện rõ trong việc gìn giữ trang phục truyền thống của người phụ nữ. Thổ cẩm của đồng bào Lô Lô Mèo Vạc ấy, thì nó có một cái nét rất là đặc sắc. Nó là được ghép từ những miếng vải và qua cái sự bàn tay của nghệ nhân thêu thùa ghép lại những miếng vải, những cái màu sắc sặc sỡ đấy để tạo thành một cái trang phục rất ấn tượng. Và đối với đồng bào Lô Lô của Mèo Vạc hiện tại giờ vẫn còn lưu giữ được. Từ xa xưa, người Lô Lô Hoa có rất nhiều phong tục, quy định để bảo tồn nghề thêu truyền thống của dân tộc. Trong đó, nổi bật là phong tục con gái trước tuổi lấy chồng phải tự tay hoàn thiện cho mình một bộ trang phục. Còn những người phụ nữ có con trai sẽ phải chuẩn bị một bộ cho con dâu. Con gái mà nó lớn lên từ 14 đến 15 tuổi là nó phải biết làm những cái này, là nó mới đủ một bộ, nếu mà không có cái này thì không có giá trị. Con trai trước khi đi hỏi vợ thì phải có con gà, có một bộ quần áo như thế này cho bên con gái, nó mới đi hỏi vợ được. Và mình từ xưa là mình phải tự dệt nè, tự dệt xong này mình lại mang đi nhuộm. Nếu mà màu khác thì mình nhuộm màu đỏ hoặc là màu tím, màu các kiểu, mình nhuộm hết các màu xong mình mới lại thêu vào. Chịu khó làm liên tục ấy thì phải một năm, hơn năm mới được một bộ. Ngày nay, người Lô Lô Hoa đã không còn những công đoạn trồng bông dệt vải. Nhưng quá trình tạo nên những hoa văn cho tấm thổ cẩm vẫn diễn ra hoàn toàn thủ công và được lưu giữ theo cách truyền khẩu. Họ sử dụng kỹ thuật trang trí vải màu trên trang phục. Việc này giúp cho các hoa văn trên trang phục của họ có rất nhiều màu sắc. Cách tạo hoa văn của người Lô Lô Hoa thường bài trí theo khối hình vuông. Trong mỗi khối hình vuông, họ sẽ sử dụng từ 2 cho đến 3 màu sắc khác nhau. Việc này đòi hỏi người phụ nữ Lô Lô phải nắm rõ các nguyên tắc về màu sắc và thứ tự. Văn hoa thì lúc nào mặt màu đỏ thì lúc nào nó phải đi trước. Vâng, xong là nó thêu màu đỏ trước, xong mấy cái màu xanh, màu vàng, màu tím, màu hồng thì theo cùng kèm với theo màu đỏ. Trên bộ trang phục của người phụ nữ Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc thể hiện rất nhiều tín ngưỡng, văn hóa truyền thống của nhóm dân tộc Lô Lô nơi đây. Với khăn đội đầu, nổi bật là các họa tiết trang trí hạt cườm kết hợp với các tua xanh đỏ dính viền mép khăn. Người Lô Lô muốn thể hiện bầu trời cùng các vị tinh tú. Hoa văn hình tam giác là yếu tố kiên quyết phải có. Những hoa văn này nằm trong một đường diềm hình vuông tượng trưng cho bốn phương. Trên thân của những chiếc áo được thêu hình chim ngó bá xen kẽ biểu tượng tam giác. Chim ngó bá là loài chim gắn liền với tín ngưỡng thờ thần của người Lô Lô Hoa. Trên tay áo của người phụ nữ Lô Lô Hoa là những hoa văn nhiều hình tam giác ghép chung với nhau tạo thành hình đàn cá bơi. Biểu tượng này được nhân lên trên tay áo người phụ nữ bởi người Lô Lô quan niệm đây sẽ là người mẹ sinh ra đứa trẻ. Đó là cái nôi bắt đầu của mỗi con người và sự phát triển của mỗi dân tộc.
bộ quần áo của bọn tôi như thế này là gồm có cái áo này, cái khăn này, cái yến đằng sau này, cái quần này. Thì xưa lên nó có cả giày, với lại có cả cái vòng cổ các thứ, nó đủ một bộ. Phụ nữ mà có chồng ấy thì nó có cả cái vòng cổ, chưa có chồng thì nó không có vòng cổ, nó không đeo được cái này. Cái trang phục của bọn tôi như thế này chỉ có ngày lễ này, đám cưới này, các thứ, còn ngày khác thì không mặc được. Có lẽ bởi vậy mà mỗi khi trong làng có lễ hội diễn ra, người phụ nữ Lô Lô Hoa nào cũng đều háo hức khoác lên mình bộ trang phục truyền thống. Lễ hội cầu mưa thường diễn ra vào đầu tháng 3 âm lịch hàng năm, là một trong những nghi lễ không thể thiếu của họ. Phần lễ là phần quan trọng và được các thầy cúng trong làng thực hiện. Phần hội, người phụ nữ Lô Lô Hoa sẽ mặc trang phục vừa sử dụng đàn nhị, vừa thực hiện điệu múa dân gian. Việc tổ chức lễ hội bắt buộc phải mặc trang phục truyền thống cũng là cách người Lô Lô Hoa truyền dạy cho các thế hệ sau sự quan trọng của trang phục trong văn hóa truyền thống. Có lẽ bởi vậy mà trong bối cảnh xã hội ngày nay, với những cô gái Lô Lô Hoa, bộ trang phục này không chỉ đẹp mà còn là niềm tự hào của họ. Vậy nên sẽ thật không khó như trước đây để thấy các thiếu nữ Lô Lô Hoa xinh đẹp mỗi dịp chợ phiên Mèo Vạc diễn ra. Khi mà mình mặc những bộ trang phục như thế này thì cảm thấy rất tự hào, vì ông bà hồi xưa dạy các bạn trẻ thời nay thì bạn trẻ bây giờ cũng biết làm. Và cảm thấy tự hào lắm vì nó hiếm mà, chứ ở ngoài không có bán. Thì bây giờ phải các ông bà tự làm lấy rồi dạy cho các bạn trẻ nữa. Với những giá trị sâu sắc của nghề thêu thổ cẩm của dân tộc Lô Lô tại Mèo Vạc, năm 2011, Hội Phụ Nữ tỉnh Hà Giang triển khai dự án bảo tồn, gìn giữ nền văn hóa truyền thống và nâng cao thu nhập cho người Lô Lô. Trên cơ sở dự án từ năm 2011, huyện Mèo Vạc đã thành lập hợp tác xã thêu thổ cẩm dân tộc Lô Lô vào năm 2016. Đến nay, hợp tác xã đã có 24 thành viên hoạt động với mô hình gìn giữ nét truyền thống. Nói chung theo thổ cẩm thì là hợp tác xã ấy, thì là một tuần cũng mấy chị em một tuần cũng phải 2-3 lần để theo thổ cẩm, ngồi tập trung theo thổ cẩm ạ. Con gái tầm 10 tuổi đến 15 tuổi thì các bà dạy theo thổ cẩm cho. Thành lập một cái đội nhóm này là bắt đầu là thành lập về mùa hợp tác xã thì để giữ gìn cái bản sắc dân tộc của mình thì các cô vẫn giữ nguyên cái bản sắc cái thiêu thùa của mình. Những năm trước đây, khi chưa có hợp tác xã, hoạt động và quy mô nghề dệt thổ cẩm của người Lô Lô diễn ra nhỏ lẻ, chỉ đáp ứng nhu cầu phục vụ gia đình và bà con địa phương. Hiện nay, khi có hợp tác xã, những người phụ nữ Lô Lô Hoa dựa trên nghề thêu thổ cẩm truyền thống đã đưa hoa văn lên các sản phẩm có tính ứng dụng hơn. Hàng năm, hợp tác xã sẽ tạo ra khoảng 40 loại sản phẩm thổ cẩm phục vụ cho các điểm du lịch ở Hà Giang. Cái bộ trang phục này cũng đã được quảng bá và được các doanh nghiệp cũng như là nhiều nhà thiết kế sử dụng cái chất liệu vải đấy của đồng bào Lô Lô để tạo nên những cái bộ trang phục mà mang ra ngoài thị trường. Nhắc đến huyện Mèo Vạc, hẳn ai cũng sẽ nhớ tới cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ của dòng sông Nho Quế. Hẻm Tu Sản, đèo Mã Pí Lèng. Hay làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông
thôn Pạ Vi Hạ. Hiện nay, thôn Sảng Pạ A đã được công nhận là làng văn hóa dân tộc Lô Lô theo định hướng gắn với nghề dệt thổ cẩm. Có thể thấy, những nét đặc trưng trên trang phục truyền thống đã từng bước đưa nghề thêu thổ cẩm trở thành một điểm sáng văn hóa nơi cực Bắc Tổ quốc.